Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở nên nồng ấm hơn bao giờ hết trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Việt Nam đã liên tiếp có những động thái thách thức sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ, điển hình như việc ban hành chỉ thị 24 của Bộ Chính trị và làn sóng đàn áp sau đó. Điều này đặt ra câu hỏi, liệu Hoa Kỳ có đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam dắt mũi trong vấn đề nhân quyền hay không? Đài Á Châu Tự Do tổ chức cuộc hội luận với 3 vị khách mời, gồm tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Đài để cùng làm rõ. Dạ vâng, kính thưa ba vị khách mời, mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đang ở trong cái giai đoạn hết sức là tốt đẹp. Cụ thể đó là như chúng ta đều đã biết, đó là trong năm 2023 thì hai nước đã nâng cấp cái mối quan hệ ngoại giao lên cái mức cao nhất trong các cái nấc thang đối tác ngoại giao của Việt Nam, đó là lên thẳng cái mức đối tác chiến lược toàn diện. Và gần đây nhất đó, thì bên phía Hoa Kỳ đó, cụ thể là Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tổ chức nghe tranh luận để mà xem xét là nên có công nhận Việt Nam là một cái nền kinh tế thị trường hay không. Thì nếu mà chúng ta theo dõi thì biết đó là Việt Nam rất là mong muốn được công nhận là một nền kinh tế thị trường, bởi vì không chỉ gần đây mà từ khá lâu rồi Việt Nam vẫn luôn vận động Hoa Kỳ đó là hãy trao cái tư cách nền kinh tế thị trường cho Việt Nam. Cái này là do bản thân các cái quan chức Việt Nam cũng như là báo chí chính thống trong nước đưa tin về cái nguyện vọng này của phía nhà nước Việt Nam. Thì đây là một cái giai đoạn hết sức là quan trọng, bởi vì việc có được công nhận là một nền kinh tế thị trường hay không ảnh hưởng rất lớn vào cái việc trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tức là điều này rất là quan trọng đối với Việt Nam, đúng không ạ? Bởi vì Hoa Kỳ là cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đấy, chúng ta đều biết được cái vấn đề này. Tuy nhiên, dù mối quan hệ với Hoa Kỳ được mô tả là nồng ấm như thế, dù Việt Nam và Hoa Kỳ đang ở trong cái thời điểm hết sức là nhạy cảm, đó là Hoa Kỳ đang xem xét là liệu có nên coi Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không, thì ở Việt Nam ngược lại lại đang diễn ra rất là nhiều động thái mà rất có thể sẽ khiến cái mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào những cái sóng gió. Cụ thể, đơn cử đó là mới đây nhất, chỉ một ngày sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét là liệu có công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không, thì ngay ngày hôm sau Việt Nam bắt ông Nguyễn Văn Bình. Ông này được cho là người rất là cố gắng để đề xuất đó là Việt Nam tham gia vào các cái công ước của Liên Hợp Quốc, và cụ thể nhất đó là tham gia vào cái công ước quyền của người lao động. Và nếu tham gia vào cái công ước này thì sẽ công nhận và cho phép công đoàn độc lập được phép hoạt động ở Việt Nam. Tuy nhiên thì cái ý nguyện của ông đấy chưa được thành công thì ông đấy đã bị bắt. Đó. Và chúng ta biết được rằng đó là cái việc mà có một cái công đoàn độc lập nó quan trọng như thế nào đối với những cái nước phát triển như Hoa Kỳ, đúng không ạ? Để mà được coi đó là đây có một cái xã hội lành mạnh, một cái nền kinh tế tự do hay không, thì cái công đoàn là rất là quan trọng. Thế mà Việt Nam trước cái ngưỡng cửa Hoa Kỳ đang xem xét cấp cái tư cách đấy cho mình lại đi bắt một cái công chức có một cái vai trò rất là lớn trong cái việc thúc đẩy cái việc đó là Việt Nam hòa nhập sâu hơn với cộng đồng quốc tế, và cái tiêu chuẩn về quyền của người lao động nó gần hơn với tiêu chuẩn của xã hội hiện đại. Thì trước hết đó là xin hỏi tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ông là người có kinh nghiệm nhiều chục năm qua vận động chính phủ Hoa Kỳ trong các cái vấn đề nhân quyền, thì ông có thể cho cái đánh giá đó là Quốc hội Mỹ đấy, cũng như là chính phủ Mỹ đấy, họ quan tâm thế nào đối với cái vấn đề nhân quyền, và liệu là nhân quyền và cái vấn đề thương mại nó có liên quan gì đến nhau hay không, và do đó là liệu việc Việt Nam có các cái động thái bắt bớ như vậy cuối cùng nó có sẽ ảnh hưởng gì đến cái việc đó là liệu Việt Nam có được cấp cái tư cách đó là nền kinh tế thị trường hay không, thì xin ông có thể cho biết ý kiến được không ạ? Dạ vâng, chào anh Trường Sơn cũng như tất cả quý vị khách mời ở đây và quý khán thính giả. Theo cái nhận định của chúng tôi, cái hoạt động chính trị và làm chính sách ở Hoa Kỳ nó là một cái thể thức đa nguyên, nó gồm có nhiều cái nhân tố ảnh hưởng. Dĩ nhiên ở Quốc hội cũng như ngay trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như ở Tòa Bạch Ốc
có những người rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền, và nó có những cái luật của Hoa Kỳ về nhân quyền. Thì dù rằng hành pháp Biden hoặc hành pháp Trump hoặc hành pháp sau đó, bất kỳ hành pháp nào họ muốn lách đấy, thì họ chỉ lách đến cái mức độ nào thôi, chứ họ không có quyền dẫm đạp lên trên luật. Nếu Việt Nam vi phạm một cách quá trắng trợn và bị chứng minh rằng đã vi phạm trắng trợn thì có muốn lách thì bên hành pháp cũng đành phải bó tay, bởi vì luật vẫn là luật. Tuy nhiên, theo cái nhận định của chúng tôi thì cái sự quan tâm về mậu dịch, về thương mại, về công ăn việc làm nó ảnh hưởng nhiều hơn và nó có cái sức ép cao hơn là vấn đề nhân quyền. Bởi người dân Mỹ bình thường cũng có thể bị ảnh hưởng. Chúng ta cứ thấy thế này thôi. Khi mà Việt Nam chưa có công đoàn độc lập thì có nghĩa là có chính quyền hoặc là những cái người chủ sử dụng lao động có quyền ép cái giá lương thấp để rồi sản xuất ra cái giá thành sản phẩm nó thấp và bán sang Mỹ, thì nó sẽ Mỹ không cạnh tranh lại được, mà nó gây ảnh hưởng đến quyền lợi của biết bao nhiêu công nhân Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng phải biết rằng Đảng Dân Chủ hiện nay đang nắm tòa bạch ốc, đang nắm hành pháp dựa trên cái lá phiếu của những người là những công nhân, là thành viên của các công đoàn. Đó một cái mảng lớn của những lá phiếu ủng hộ cho bên Đảng Dân Chủ, thế cho họ phải hết sức là quan tâm. Không những vậy mà ngay cả những doanh nghiệp muốn buôn bán Việt Nam, cũng có doanh nghiệp họ sẽ hoan hô, hoan nghênh, bởi nó sẽ mở cửa cho họ để mà họ đi vào thị trường Việt Nam khi mà Mỹ mở cửa thị trường của Mỹ cho Việt Nam đi vào. Nhưng mà cũng có những doanh nghiệp họ nói rằng họ muốn cạnh tranh thì không được, chẳng hạn như Viettel là hoàn toàn độc chiếm thị trường, không, nó không phải là một nền kinh tế thị trường tí nào cả. Hoàng Anh Gia Lai này kia vân vân, họ gần như là độc chiếm. Do đó chính một số doanh nghiệp Mỹ họ cũng phản đối, bởi như vậy nó bất công, họ không vào được cái thị trường Việt Nam, trong khi nếu mở cửa ra thì những cái doanh nghiệp quốc doanh đó có thể xâm nhập vào thị trường của Hoa Kỳ. Và yếu tố thứ ba là nhiều vị dân biểu thượng nghị sĩ họ cũng quan tâm về vấn đề nhân quyền, nhưng đồng thời họ cũng rất quan tâm đến cái lĩnh vực là cái mảng quyền của người lao động. Thành ra họ đã lên tiếng, họ phản đối, cũng như họ cũng một số dân biểu thượng nghị sĩ họ quan tâm đến cái quyền của những doanh gia Mỹ mà muốn cạnh tranh, đưa cái doanh nghiệp của mình vào Việt Nam mà cạnh tranh một cách bất công đó, thì nó sẽ ảnh hưởng. Thành ra họ lên tiếng rất là mạnh mẽ hiện nay. Do đó trở lại, cái Bộ Thương mại của Hoa Kỳ cần phải lắng nghe rất nhiều ở tiếng nói từ rất nhiều nơi, kể cả trong nội bộ Đảng Dân Chủ của họ. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì khi mà cái tin tức về việc Việt Nam bắt ông Nguyễn Văn Bình đó đã được truyền thông nhà nước người ta công khai đăng tải, thì cái tôi có theo dõi cái báo chí Mỹ đó và đọc được một cái bản tin trên trên cái tờ NBC, tức là cái hãng tin tức NBC rất là lớn ở Hoa Kỳ đấy. Thì người ta mới nói rằng đó là cái vụ bắt giữ này đó có thể sẽ khiến cho cái nỗ lực của chính phủ Việt Nam, cái nỗ lực được công nhận là một cái nền kinh tế thị trường đấy, thì cái vụ bắt giữ này rất có thể sẽ khiến cho cái nỗ lực này bị lung lay. Tức là theo cái tờ báo NBC của Hoa Kỳ thì người ta đưa tin là như vậy. Thế thì luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Đặng Đình Mạnh, hai vị là những cái người quan sát và theo dõi cái tình hình chính trị ở Việt Nam rất là lâu năm, thì không biết là theo hai vị đó, bởi vì làm sao mà Việt Nam lại đi làm cái việc rất là khó hiểu như vậy? Tại sao mà ngày hôm trước Hoa Kỳ người ta mới thông báo đó là đang xem xét cấp cho Việt Nam cái tư cách là nền kinh tế thị trường, thì ngày hôm sau công bố đi bắt một cái ông công chức là trong trong có cái vai trò hết sức là quan trọng trong cái việc đó là giúp cái hình ảnh của Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn trong con mắt của thế giới phương Tây. Thì tôi không hiểu là cái logic nào mà người ta lại đi làm cái việc đó. Thì không biết là theo hai vị là động cơ gì thúc đẩy Việt Nam đi đến cái bước này, hoặc là cái quan sát của hai vị khi hai vị thấy cái hiện tượng như vậy, thì không biết là hai vị có cảm nhận như thế nào. Thì trước hết là
Xin luật sư Đặng Đình Mạnh cho ý kiến trước và sau đó là luật sư Nguyễn Văn Đài được không ạ? Được. Phải nói cái câu hỏi của anh Trường Sơn, tôi chợt nhớ đến một cái câu chuyện đã xảy ra cách đây 4 năm, năm 2020 đó. Tức là ngay sau cái buổi đối thoại về nhân quyền Việt Mỹ thì họ bắt cô Phạm Thị Đoan Trang. Điều đó cho thấy rằng là dường như ở chính quyền Việt Nam đó, họ có cái sự giằng co giữa hai phe. Một phe là chủ trương là muốn có cái sự đối thoại về tất cả những cái lĩnh vực liên quan đến nhân quyền, nhưng mà mặt khác thì dường như vẫn có tồn tại một cái phe là họ muốn phá hoại những cái nỗ lực mà nó đi đến những cái nó đạt những cái kết quả tiến bộ về nhân quyền, và có vẻ như cái sự kiện đó nó đang lặp lại đối với trường hợp mà chính quyền Việt Nam họ vừa bắt giữ ông Bình. Một đằng trong cái việc bắt giữ ông Bình thì nhìn thấy rằng là một đằng thì có những người như ông Bình, và đồng thời có vẻ nó là một cái chủ trương là họ sẵn sàng đón nhận cái việc mà tham gia vào những cái công ước mà có liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Nhưng mặt khác thì vẫn có cái phe bảo thủ, họ muốn giữ những cái quyền lợi đặc quyền riêng, trong đó họ đặc quyền riêng về vấn đề nắm giữ quyền lực của quốc gia, và họ cho rằng cái việc mà mở rộng cái việc mà bảo vệ cho người lao động qua những cái tổ chức, ví dụ như tổ chức công đoàn chẳng hạn, thì nó có thể mang đến những cái hệ lụy làm ảnh hưởng đến chính cái chế độ của họ. Chắc chắn là chúng ta nhớ đến cái bài học mà thế giới vẫn biết, đó là bài học về công đoàn đoàn kết ở Ba Lan. Và sau đó thì từ một cái tổ chức bảo vệ cho người lao động, nó trở thành một cái thế lực về chính trị có thể khuynh đảo luôn cả chính trường của Ba Lan. Thì họ e rằng cái điều đó sẽ lặp lại Việt Nam, thể hiện qua việc rằng là mở rộng cái việc những cái quy định cho người lao động Việt Nam, thể hiện qua vấn đề mở rộng công đoàn. Và vì vậy cho nên là bên cạnh cái nỗ lực là giống như là ông Bình nó đang làm, ông soạn những cái văn bản nó có liên quan để nó thực thi những cái quyền cho người lao động, thì mặt khác việc bắt giữ ông ấy nó là thể hiện cái sự đối lập, và cái sự đối lập này nó tồn tại ở ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó dường như là nó là một cái câu chuyện nó cứ lặp đi lặp lại hết sự kiện này đến sự kiện khác mà chúng ta đã chứng kiến thấy. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh. Không biết là luật sư Nguyễn Văn Đài có bình luận thế nào thưa ông trước cái hành vi của bên phía chính quyền Việt Nam khi chỉ một ngày sau khi phía Hoa Kỳ người ta thông báo là sẽ xem xét cái tư cách nền kinh tế thị trường cho Việt Nam, tức là đây là một cái tín hiệu hết sức là tích cực từ phía Mỹ. Thế mà một ngày sau thì Việt Nam phản hồi lại bằng một cái hành động hết sức là tiêu cực. Đó là đi bắt một cái công chức mang cái thiên hướng cải cách, và cái thiên hướng cải cách này lại giúp Việt Nam tiến gần hơn với những cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và của phương Tây, và cuối cùng là sẽ giúp cho cái việc trao đổi thương mại giữa hai bên. Thì không biết là luật sư Nguyễn Văn Đài có bình luận như thế nào ạ? Vâng, thì tôi sẽ chia làm hai cái giai đoạn về cách ứng xử của Việt Nam trong cái quan hệ với Hoa Kỳ. Đó là giai đoạn trước năm 2019 ấy, thì tôi là người hoạt động nhân quyền, tôi theo dõi rất là kỹ. Tức là mỗi khi hai bên có những cái gì chuẩn bị để tiến đến một cái bước cao hơn đó, thì Việt Nam thường có những cái động thái để nhượng bộ phía Hoa Kỳ. Ví dụ như là thả bớt tù nhân lương tâm, hay là giảm án cho các tù nhân lương tâm, hay là đại khái là có một vài cái tiến bộ nho nhỏ về vấn đề nhân quyền để mà làm hài lòng phía Hoa Kỳ. Đấy là trước cái đoạn trước là luôn như vậy. Nhưng mà từ giai đoạn 2019 cho tới nay ấy, thì Việt Nam gần như rất tự tin trong cái hành xử của họ. Họ không cần quan tâm đến, họ không cần phải làm hài lòng Hoa Kỳ trong vấn đề nhân quyền nữa, bởi vì họ có thể thấy rằng là cái vị trí chiến lược của họ hay là cái sự cần thiết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam ấy, ngày càng tăng hơn. Cho nên họ thấy rõ là gì, cho dù họ đàn áp nhân quyền, họ bắt giữ những người mà Hoa Kỳ cho rằng là những nhà cải cách về dân chủ ở Việt Nam, hay là những người đưa những cái tiến bộ để cho một cái xã hội Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, phù hợp với cái tiêu chuẩn mà như anh Trường Sơn vừa nói đấy, tiêu chuẩn về lao động, tiêu chuẩn về kinh tế gần gũi hơn Hoa Kỳ, thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng bất chấp điều đó. Gần như là đấy, việc bắt chị Phạm Đoan Trang bắt rất nhiều
những nhà hoạt động trong nước, anh Chí Tuyến, rồi anh Nguyễn Đức Bình trong ngày vừa qua, và mới nhất là ông Nguyễn Văn Bình ấy, thì là cho thấy cái gì, chế độ Cộng sản Việt Nam họ hoàn toàn tự tin vào cái cách hành xử của họ trước cho Hoa Kỳ. Đấy, nói về bản tự tin. Cái thứ hai ấy, là nói về bản chất của chế độ, thì khi bất kỳ một cái gì mà nó đe dọa đến cái sự tồn tại của chế độ Cộng sản thì họ ưu tiên nhiều hơn trong cái việc bảo vệ nó. Có thể là việc mà ông Nguyễn Bình thúc đẩy cái việc ký kết với EU thông qua cái nghị định cuối cùng về của tổ chức ILO đó, cho phép người công dân Việt Nam được tự do thành lập công đoàn mà không cần phải xin phép ấy, thì nó sẽ thúc đẩy giống như tình trạng thay đổi về chính trị giống như diễn biến ở Ba Lan đã từng diễn ra vào thập niên 1980, và như vậy ấy, nó sẽ đe dọa đến cái sự tồn vong của Đảng và chế độ Cộng sản. Điều này đối với nhà nước Cộng sản Việt Nam thì họ không bao giờ chấp nhận điều đó. Cho nên ở cái cạnh thứ hai ấy, là cho thấy ấy, là chế độ Cộng sản Việt Nam sẵn sàng bất chấp hy sinh cái lợi ích của quốc gia, của dân tộc trong cái việc mà có thể được Hoa Kỳ, nếu như họ không bắt ông Nguyễn Bình ấy, thì có thể là rất dễ dàng hơn trong việc Hoa Kỳ xem xét cấp cho Việt Nam cái quy chế nền kinh tế thị trường, và nếu việc bắt ông Bình có thể làm khó khăn hơn, hoặc là Hoa Kỳ sẽ tạm dừng lại không xem xét nữa, thì họ sẵn sàng hy sinh cái lợi ích đó để mà bảo vệ cái chính trị nội bộ của họ. Đấy, thì tôi chỉ muốn phân tích rõ hai khía cạnh của cách hành xử của Cộng sản như vậy. Một là họ tự tin hơn trong cái mối quan hệ Hoa Kỳ, họ cho rằng Hoa Kỳ sẵn sàng bỏ qua tất cả những cái vi phạm nhân quyền của họ để mà hai bên đến gần với nhau hơn trong cái lợi ích chung của Hoa Kỳ là nhằm khống chế Trung Quốc, hay là giành cái lợi thế trong cuộc cạnh tranh ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương trước Trung Quốc. Đây là sẵn sàng Hoa Kỳ sẵn sàng bỏ qua. Cái thứ hai ấy, là cái họ sẵn sàng hy sinh cái đó nếu như Hoa Kỳ cương quyết hơn, thì họ sẽ bỏ không cần thiết cái quy chế thị trường nữa, tôi vẫn buôn bán, vẫn làm ăn, cái xuất nhập khẩu hàng năm của hàng hóa của Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn tăng không có hề giảm, từ ban đầu chỉ có mấy trăm triệu đô la năm 1995 và đến bây giờ đã trên 100 tỷ đô la rồi. Họ hoàn toàn tự tin điều đó, và nếu không có cái đó họ vẫn làm ăn được cơ mà. Thế nên là họ có thể tạm dừng lại năm nay không xem xét, thì sang năm họ lại đến tiếp. Đấy, họ ưu tiên cái việc bảo vệ cái quyền lực của họ hơn là cái việc mà sẽ đem lại công ăn việc làm nhiều hơn cho người công nhân Việt Nam, thu nhập cao hơn, rồi đầu tư nước ngoài nhiều hơn. Họ sẵn sàng hy sinh điều đó. Dạ vâng, cảm ơn là luật sư Nguyễn Văn Đài. Chúng ta thấy rằng là tháng 9 năm 2023, khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Việt Nam, thì hai nước đã tuyên bố đó là nâng cấp cái mối quan hệ ngoại giao lên cái mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện. Thế nhưng mà không lâu sau đó thì chúng ta cũng biết được đó là bên phía Việt Nam cái thông tin về một cái chỉ thị mật của Bộ Chính trị, đó là chỉ thị 24 đã được phơi bày ra, và cái chỉ thị 24 này đó nó dường như đó là để ngăn chặn cái việc đó là Việt Nam hội nhập quá sâu vào 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 thế giới ở phương Tây. Cụ thể đó là nó đưa ra rất là nhiều các cái chỉ thị nhỏ nhằm kiểm soát không những các cái tổ chức chính trị đối lập hay là các cái tổ chức xã hội dân sự, mà thậm chí là kiểm soát luôn cả các cái cơ quan tổ chức của Đảng Cộng sản, để làm thế nào đó ngăn chặn cái việc xã hội Việt Nam và xã hội văn minh phương Tây đấy hòa nhập vào nhau quá sâu rộng. Từ cái sự kiện cái chỉ thị 24 này bị lộ cho đến bây giờ, chúng ta thấy rằng đó là đã có rất là nhiều các cái sự kiện khác xảy ra. Như chúng ta biết được rằng là cho đến thời điểm này đã có hàng chục người bị bắt, từ chỉ trong năm 2024 thôi thì đã hàng chục người bị bắt theo các cái điều luật mà chúng ta biết được rằng là vẫn được sử dụng để mà đàn áp những cái tiếng nói bất đồng như điều 331 và điều 117. Rồi thì chúng ta thấy rằng là các cái vấn đề tôn giáo ở ở Nam Bộ cũng như là trên khu vực Tây Nguyên thì vẫn hết sức là đáng ngại, và cái vấn đề đàn áp những cái tổ chức NGO ở trong nước, thậm chí là các cái tổ chức có đăng ký, thì vẫn diễn ra một cách hết sức là khốc liệt. Thế thì tôi xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đó là ông là một người sinh sống và theo dõi cái tình hình chính trị Hoa Kỳ cũng như là hiểu rất rõ cái chính trị Mỹ, đặc biệt là bên phía hành pháp cũng như là bên phía lập pháp, thì ông có thể cho biết đó là những gì mà Việt Nam đang làm kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp cái mối quan hệ ngoại giao cho đến thời điểm này. Bên phía Hoa Kỳ họ có biết hay không, họ có theo dõi hay không, và theo ông là tại sao
đến thời điểm này chúng ta thấy rằng đó là phía Hoa Kỳ có vẻ như là rất là yếu ớt so với trước đây trong cái việc đó là lên tiếng về các cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Thì không biết là ông có thể lý giải cho quý vị khán thính giả được biết là tại sao lại có cái việc đó được không ạ? À vâng, nó cũng có rất nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng tới cái chính sách và cái thái độ của Hoa Kỳ về những vấn đề khác nhau, vấn đề quyền lao động, quyền tự do tôn giáo, vân vân, các chính sách đối ngoại. Hoa Kỳ là một quốc gia đa nguyên. Những nhóm nào mà có cái tiếng nói mạnh và ảnh hưởng nhiều thì được lắng nghe và được hưởng ứng hơn. Một phần đó là do cộng đồng người Việt của mình ở bên Mỹ này chưa phát huy tác dụng tối đa cái tầm ảnh hưởng của những người Mỹ gốc Việt, là những cử tri, là một thành phần của đất nước Hoa Kỳ, thì cái đó là cái lỗi của chính mình. Tuy nhiên, chúng tôi để ý thấy thế này, nó có ba cái điểm ở đây mà tôi muốn nêu nêu ra. Thứ nhất đó, là rất có thể chúng ta nghĩ rằng là bên này ở Việt Nam, bên này nó muốn phá bên kia, nó không muốn cái quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó bền chặt hơn, thành ra nó có động thái như vậy, cũng rất có thể. Tuy nhiên tôi thấy rằng nó có một hiện tượng khác, đó là tay phải làm mà không biết tay trái nó làm cái gì. Bộ Chính trị ra cái chỉ thị chẳng hạn là phải bằng mọi giá rút Việt Nam ra khỏi cái danh sách theo dõi đặc biệt của Hoa Kỳ vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng. Thì rõ ràng là có hai khuynh hướng để mà đáp ứng cái chỉ thị, cái yêu cầu đó. Thứ nhất là bên ông Vũ Chiến Thắng chẳng hạn đã dẫn được phái đoàn sang Hoa Kỳ, phái đoàn khá rầm rộ nhé, trong đó có nhiều khuôn mặt tu sĩ của các tổ chức tôn giáo, một phần lớn là những tổ chức bị nhà nước kiểm soát, điều khiển và sử dụng, để cố gắng đi thuyết phục Hoa Kỳ hãy rút Việt Nam ra khỏi danh sách này, bởi vì Việt Nam có tự do tôn giáo. Và ông Vũ Chiến Thắng không phải chỉ một lần, mà sau đó về Việt Nam lại đi gặp ông đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội để lại tiếp tục vận động. Nhưng mà cùng một lúc thì Bộ Công an gia tăng đàn áp những người Khmer Krom, áp đảo những hội thánh Tin lành độc lập ở Tây Nguyên, ép họ phải bỏ cái hội thánh của mình mà tham gia vào hội thánh mà nhà nước chấp thuận, tức là hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam. Và thậm chí những tín đồ của một hội thánh ở miền Bắc mà đã được chấp nhận công nhận đấy, tư cách pháp nhân là hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc, rất nhiều tín đồ của họ, người Hâm Mông, bị ép phải bỏ đạo luôn, bỏ luôn đạo Thiên Chúa, Thiên Chúa giáo. Thành ra bên công an đối với họ, và họ lại tuyên bố một cái tổ chức Hội Người Thượng Vị Công Lý là một tổ chức khủng bố, mà cái tổ chức này là tổ chức mà đã tạo ra được nhiều nhất những cái bản báo cáo về vi phạm ở vùng Tây Nguyên. Thế đối với công an, họ nghĩ rằng à, nếu như không còn những cái bản báo cáo này nữa, nếu như không còn cái sự lên tiếng, không còn tin tức của AFA, VOA này kia nữa, thì có nghĩa rằng quốc tế sẽ có cái cảm nhận rằng không còn đàn áp tôn giáo, đó là đi đường tắt. Đối với Bộ Công an, họ cũng diễn giải cái chỉ thị từ Bộ Chính trị, nhưng mà họ diễn giải cách khác và họ đã hành động một cách khác. Thành ra cái hậu quả đó là ông Vũ Chiến Thắng đi bên qua bên này vận động ở Việt Nam, mà cuối cùng vừa rồi thì Mỹ lại tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách theo dõi đặc biệt. Thành ra tôi thấy rằng nó có cái hiện tượng tay phải làm, tay trái làm nghịch nhau. Đấy, nó có cái chuyện đó. Tuy rằng cùng một chỉ thị, cái yếu tố thứ hai đó là người Mỹ, nhiều khi chúng ta phải chỉ cho họ một cách nhìn đơn giản thì họ hiểu được ngay. Ví dụ như Mỹ lúc nào cũng đi nói rằng à, cần phải kéo Việt Nam về phía Mỹ để rồi làm cái đối trọng với lại Trung Quốc. Thì có một lần tôi ngồi cạnh ông dân biểu Fanchil, ông ta rất chống Trung Quốc, nhưng mà tôi mới nhắc ông có biết rằng Việt Nam rất gần với Trung Quốc. Ông ta ngạc nhiên, sao vậy? Tôi chỉ nói rằng bây giờ dễ nhất là ông cứ nhìn đi, mỗi lần mà bên Trung Quốc mà bỏ phiếu về một vấn đề gì mà nó đối đầu với lại Mỹ, thì ông cứ xem Việt Nam bỏ phiếu theo phe nào, luôn luôn bỏ phiếu theo phe Trung Quốc, phải không ạ? Vấn đề chiến tranh Nga với lại Ukraine này, cái vân vân, người ta cứ theo dõi đi, Trung Quốc bỏ phiếu làm sao thì Việt Nam bỏ phiếu y hệt như vậy. Thế thì ông cho tôi biết rằng chúng ta tranh thủ được Việt Nam lúc nào? Chúng ta có cái thước đo, đo cái đó là biết ngay thôi. Ông ta mới giật mình, ừ nhỉ, vậy mà tôi không hề nghĩ ra. Nên chúng ta phải chỉ ra những cách nhìn một cách rất là thực tế, rất là cụ thể, có tính cách, tính cách thuyết phục cho họ, họ nhìn ra họ thấy ngay.
Việt Nam đang chơi cái trò đó, ve vãn, đóng kịch, nhưng mà trong thực tâm lại đi theo Trung Quốc chứ không hề đi theo Mỹ. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì qua cái nhận định của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì tôi thấy là có hai cái vấn đề mà tôi rất muốn luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Đài cho thêm cái ý kiến của mình. Cái thứ nhất đó là cái vấn đề tay phải làm mà tay trái không biết đấy, thì về mặt thực tế thì hiểu theo cái cách đó là có thể ở trong nước, tức là ở chính quyền Việt Nam có một cái bộ phận rất là muốn cải thiện cái tình hình nhân quyền, thay đổi cái cách ứng xử để mà cho các cái giá trị của Việt Nam nó gần gũi với cả cái thế giới văn minh hơn, để cuối cùng là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và phương Tây nó gần gũi hơn. Thế nhưng mà lại có những cái thế lực khác người ta không muốn cái điều đó, hoặc là người ta có thể là cùng một cái chỉ thị như vậy nhưng người ta lại hiểu theo một cái cách khác, không biết là vô tình hay là hữu ý, và người ta cuối cùng là người ta làm một cách hoàn toàn ngược lại, khiến cho cái tình hình nó bị xấu đi, giống như chúng ta đang nói về bản thân cái vụ của ông Nguyễn Văn Bình này chẳng hạn. Bản thân ông đấy cũng là người của nhà nước đúng không ạ? Ông đấy là một công chức. Ông đấy là người mà làm cho nhà nước ở trong cái hệ thống, ở trong cái bộ máy, và bản thân ông đấy rất là muốn Việt Nam gần với cả các cái tiêu chuẩn của thế giới. Thế nhưng mà Bộ Công an lại bắt ông đấy. Thì đây là cái ví dụ rất là điển hình của cái việc đó là tay phải làm mà tay trái không biết, hoặc là tay phải muốn làm theo hướng này, tay trái muốn theo hướng kia. Thế thì là luật sư Đặng Đình Mạnh, theo ông thì đây đây có phải là một cái hiện tượng mà nó có thực hay không, hay là theo ông đó là đây chỉ là một cái nó đây chỉ là một cái chiêu trò để mà một bên thì vừa đấm một bên thì vừa xoa hay không, hay là theo ông đây là cái tình trạng là tình trạng có thật, đó là hiện giờ ở trong bộ máy nhà nước Việt Nam mà đang có hai cái xu hướng hoàn toàn đối lập nhau, thì ông có thể cho biết cái ý kiến nhận định của mình được không ạ? Dạ vâng, cái này thật ra nếu mà trả lời câu hỏi này thì lẽ ra chính quyền Việt Nam phải là cái người trả lời thì chúng ta mới có cái câu câu trả lời chính xác nhất. Tuy vậy thì tôi vẫn có thể đưa ra cái câu trả lời nó dựa trên cái sự xét đoán về quá trình hành xử của chính quyền Việt Nam. Như là chúng ta đã biết qua nhiều cái sự việc, ví dụ như vừa rồi tôi có đề cập đến hai cái trường hợp để mà chúng ta có mang tính cách tham khảo. Ví dụ như là về vấn đề đối thoại nhân quyền Việt Mỹ chẳng hạn, thì sau đó họ bắt cô Phạm Thị Đăng Trang để mà cô Phạm Thị Đăng Trang chúng ta biết nó là một cái trường hợp có liên quan đến cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hay là trường hợp của ông Nguyễn Văn Bình mà vừa rồi mà anh Trường Sơn có đề cập đến, đó là vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động và thành lập những cái công đoàn tự do, công đoàn độc lập. Vừa rồi chúng ta cũng nghe anh Nguyễn Đình Thắng có đề cập về vấn đề tôn giáo. Thì thật ra chúng ta vẫn hy vọng là dường như nó có hai thế lực ở trong đảng. Một là họ muốn thực sự cải cách theo những cái giá trị nó mang tính cách là tốt đẹp, và nó tương tự như là như cộng đồng quốc tế họ đang theo đuổi. Và cái thế lực thứ hai là họ muốn kéo kéo lùi những cái tiến bộ như vậy. Cái thật ra cái nó cho rằng vấn đề cho rằng là hai thế lực là chúng ta đang nói với như là chúng ta có một cái sự hy vọng về nó, nhưng mà thật ra sau khi mà chúng ta được tham khảo theo cái chỉ thị 24 mà đã bị lộ ra ngoài á, mà chúng ta cho rằng dường như là ông Bình là cái tác giả đã để lộ cái bản chỉ thị 24, à xin lỗi, à cái chỉ thị 24 nó nói về cái đường lối của Đảng Cộng sản. Và trong đó thì đặt thì chúng ta sẽ thấy rằng là như thế này, dường như nó không hoàn toàn là có hai thế lực nào cả, mà là nó chỉ là vẫn chỉ là một thế lực, đó là Đảng Cộng sản mà thôi. Tuy nhiên họ tuyên truyền, họ họ thực hiện những cái hành xử nó mang cách hình thức thì nó hết sức là tốt đẹp. Dường như là có những cái công ước hoặc những cái điều ước quốc tế nào mà nó tiến bộ thì họ đều sẵn sàng và tham gia cả. Để họ dường như là qua cái cách như vậy họ thể hiện như là một cái nhà nước tiến bộ. Nhưng mặt khác thì qua cái chỉ thị 24 thấy mà chúng ta cái nội dung của văn bản này chúng ta thấy là họ dường như họ chỉ làm những cái điều đó mang cách hình thức thôi. Thực tế thì họ đàn áp,
họ đàn áp tất cả mọi cái giá trị mà tiến bộ mà quốc tế họ đang theo đuổi. Vì vậy cho nên chúng tôi cho rằng qua kỳ thi 24 nó thể hiện rõ về cái bản chất của chế độ cộng sản, là nói và làm là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt nhau. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Tức là luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng đó là không có chuyện là đang có hai cái phe khác nhau ở trong đảng, mà thực chất là đây là giống như là một cái kỹ xảo đúng không? Một đằng thì tuyên truyền, một đằng thì có vẻ như là đưa ra một vài cái tín hiệu cho thấy là Việt Nam sẽ cải cách. Thế nhưng mà đằng khác, tức là cái bản chất thì đúng hơn, vẫn là sẽ tìm mọi cách để mà ngăn chặn bất cứ một cái nỗ lực cải cách nào. Thì cái bản chất là như vậy. Thì còn một cái vấn đề thứ hai liên quan đến cái việc hành xử hoặc là cái ứng xử, cái phản ứng của Hoa Kỳ trước những gì xảy ra ở Việt Nam đấy, mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là người có cái thâm niên tiếp xúc với giới chính trị ở Hoa Kỳ cho rằng đó là thực ra không khá là nhiều chính trị gia, những cái nhà lập pháp ở Hoa Kỳ không có hiểu bản chất của chế độ Việt Nam, theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là như vậy. Thì không biết là luật sư Nguyễn Văn Đài nghĩ sao, theo ông là có phải là Việt Nam đang đang chơi chiêu trò với Mỹ hay không? Tức là giống như luật sư Đặng Đình Mạnh cũng vừa nói đó, đó là một mặt thì tuyên truyền cho rằng đó là Việt Nam muốn gần Mỹ, muốn theo các cái giá trị của thế giới văn minh phương Tây, nhưng mà đằng khác thì thực ra là lại muốn duy trì cái thể chế chính trị hiện tại và gần gũi với cả cái mô hình của Trung Quốc hơn. Thì không biết là luật sư Nguyễn Văn Đài có ý kiến nhận định thế nào về cái vấn đề này ạ? Vâng, thì cho thế đấy, tôi đồng ý với luật sư Đặng Đình Mạnh ấy, là cái bản chất của chế độ cộng sản Việt Nam chỉ có một thôi, nó không phải có hai cả, luôn luôn là bản chất của họ là không bao giờ ưu tiên bảo vệ đảng chế độ là một, họ chỉ coi người dân ấy là cái đối tượng để mà họ cai trị thôi. Còn cái việc mà họ sử dụng tay phải tay trái ấy, thì thực ra đúng nó là chỉ là chiêu trò thôi, chứ không bao giờ nó là hai cả. Bởi vì chiêu trò này ấy, nó không chỉ là chơi Mỹ, không chỉ là chơi phương Tây, mà nó chơi với chính kiểu người dân Việt Nam, nó tạo cho người dân Việt Nam ảo tưởng rằng gì trong đảng đang có hai phe, một phe thì đang muốn cải cách, một phe thì đang muốn kìm hãm, nhưng mà thực ra nó chỉ là một phe lúc nào nó cũng luôn luôn muốn kìm hãm cái sự phát triển về về nhân quyền, cái sự phát triển về dân chủ của người dân Việt Nam. Thì cái cách này của họ làm từ xưa đến nay rất hiệu quả, rất hiệu quả, bởi vì một mặt đấy thì bên trong cái những kẻ mà nắm thực quyền đấy, ở đây những kẻ gọi là những kẻ nắm thực quyền đó là những người trong bộ chính trị, là những người mà trong ngành công an an ninh. Tôi biết là đã có rất nhiều lần người ta ví dụ nói nhà nước Việt Nam ấy nó không phải phải là nhà nước đảng trị hoàn toàn, mà bản chất của nó ấy là nhà nước công an trị, và cái xu hướng công an trị ấy, thì càng ngày nó càng mở rộng hơn và nó đang đi đến một cách tuyệt đối chứ không còn là 50-70% nữa, nó đang xu hướng với điều đó. Thì ngành công an, ngành an ninh ấy, nó mới nắm được quyền lực thực sự ở trong cái nền chính trị của Việt Nam, thì nó là giữ cái quyền đàn áp rồi giữ quyền hành xử với người dân Việt Nam, những người đối lập, những người có xu hướng muốn cải cách Việt Nam gần gũi hơn với những tiêu chuẩn về lao động, tiêu chuẩn về kinh tế hay tất cả những tiêu chuẩn về xã hội giống như phương Tây. Trong cái đó thì những cái cơ quan dân sự ví dụ như là bên Bộ Ngoại giao, bên Ban Tôn giáo Chính phủ ạ, thì việc của họ ấy là làm sao ấy sử dụng cái kia giống như là khi họ thuyết phục phương Tây ấy, là gì chúng tôi luôn luôn muốn cải cách, chúng tôi đã ký các công ước quốc tế này, ký công ước quốc tế kia, bây giờ chỉ còn một cái công ước duy nhất về lao động thôi, là chúng tôi sẽ hoàn tất cái việc mà ký kết với lại tổ chức động quốc tế để hoàn tất đem lại quyền lợi cho người dân Việt Nam. Đấy, thì họ luôn tạo cho phương Tây cũng như người dân Việt Nam ảo tưởng rằng là họ sẽ đi đến cái điều đó đấy để lừa dối các nước phương Tây cũng như là lừa dối người dân Việt Nam, nhưng bản chất bên trong đó họ luôn luôn siết chặt, và cái chỉ thị 24 ấy nói rất rõ cái bản chất của nó, cái điều đấy rồi, chứ không chúng ta không còn nghi ngờ nữa. Nhưng mà người Mỹ ở đây ấy, thì họ đã bị mắc lừa, đã mắc lừa cái cộng sản là cái gì, họ nghĩ rằng là với những nỗ lực của họ thì cái phe cải cách sẽ càng ngày càng thắng thế hơn, và cái phe mà gọi là bảo thủ ấy nó sẽ càng ngày càng yếu đi, và đến một lúc nào đó Việt Nam sẽ ngả hoàn toàn ở Mỹ. Nhưng mà không bao giờ, đây không bao giờ có chuyện đó. Thì trong cái chuyến đi sang Mỹ vừa rồi ấy, thì tôi cũng đã gặp một số dân biểu, thượng nghị sĩ cũng như quan chức của Bộ Ngoại giao ấy, thì tôi nói thẳng với họ ấy, là quý vị đã bị lừa, và tôi không muốn rằng là thì sau 5 năm, 10 năm hoặc là sau 20 năm nữa nước Mỹ lại một lần nữa phải nhận ra sai lầm của mình rằng là đã nuôi dưỡng kẻ thù của họ giống như Trung Quốc kia đây. Vào đầu thập niên 1970 khi mà Nixon rồi Kissinger tới thăm Trung Quốc, họ hy vọng ấy, với sự giúp đỡ của Mỹ về kinh tế, về viện trợ, về khoa học công nghệ, về vốn đầu tư
sẽ giúp Trung Quốc phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn, và dần Trung Quốc sẽ trở thành một nước dân chủ, không chỉ tốt cho người dân Trung Quốc mà tốt cho cả thế giới. Và cuối cùng là gì? Sau biết bao nỗ lực của Mỹ và phương Tây, Trung Quốc đã trở thành cường quốc số 2 và cuối cùng bây giờ trở thành kẻ thù số 1 của nước Mỹ. Và nước Mỹ không biết phải tốn bao nhiêu nghìn tỷ đô la để có thể kiềm chế Trung Quốc. Và vấn đề là có thể kiềm chế được không? Hay là đến lúc đó Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc số 1 và xoán ngôi của Mỹ. Và trong cái chế độ độc tài của Cộng sản Việt Nam vậy thôi. Ngày hôm nay ấy, Cộng sản Việt Nam nó yếu thì nó có thể đưa ra những cái một cái lời hứa nào đó đối với Mỹ, chứ còn trong quan hệ thực tế ấy, tôi nghĩ là Mỹ chưa nhận được bất kỳ một cái lợi ích nào mang tính chất thực chất từ cái mối quan hệ với lại nhà nước Cộng sản Việt Nam trong cái cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Đấy, ví dụ họ cho một vài cái lợi ích như là đưa tàu sân bay đến thăm hay một số hạm đội của Mỹ đến thăm rồi nâng cấp một vài cái quan hệ đó, nó chỉ là mang ý nghĩa chính trị, mang ý nghĩa tượng trưng thôi, chứ nó không gắn, không kéo được cái nhà nước Cộng sản Việt Nam vào gần Mỹ hơn, từng bước trở thành cái đồng minh của Mỹ. Cái chuyện đó Mỹ hoàn toàn sai lầm. Và đến lúc khi mà Việt Nam, Mỹ nhiều lần nữa hứa từ thời Tổng thống Donald Trump ấy, ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ lúc đó là tôi quên tên, ông ấy từng tuyên bố ấy là sẽ giúp cho Việt Nam trở thành một cường quốc kinh tế bậc trung ở trong khu vực và châu Á. Và khi mà Việt Nam chế độ mà nó vẫn duy trì một nhà nước Cộng sản như vậy ấy, thì nó sẽ đi gần với Trung Quốc và sẽ trở thành đồng minh của Trung Quốc để chống lại Mỹ, chứ không bao giờ nó sẽ khi mà trở thành cường quốc không bao giờ đứng về phía Mỹ, bởi vì cái chế độ đấy bản chất của nó là như vậy, nó không thể nào mà sống chung hay ở chung trong vòng tay của Mỹ, đồng minh của Mỹ được, nó đối lập với nhau hoàn toàn. Cho nên nước Mỹ, tôi nói với các quan chức của Bộ Ngoại giao với lại một số dân biểu thượng sĩ là tôi mong rằng quý vị ạ, đừng bao giờ đừng nuôi dưỡng kẻ thù của mình bây giờ, và đến lúc quý vị phải hối hận một khi mà Trung Quốc với Cộng sản Trung Quốc Việt Nam nó bắt tay nhau để chống lại Mỹ thì nước Mỹ sẽ bị bật ra khỏi khu vực Biển Đông cũng như là khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đấy thì tôi nhắc nhở họ như vậy rồi. Vâng, cảm ơn luật sư. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, như luật sư Nguyễn Văn Đài cũng vừa mới đề cập, đó là Hoa Kỳ đã có một cái bài học khá là đắt giá đối với Trung Quốc, đúng không ạ? Cái chính sách mà người Mỹ gọi là engagement policy đấy, tức là cái chính sách đó là tăng cường cái sự trao đổi, cái sự tiếp xúc giữa hai quốc gia về mặt kinh tế, văn hóa, và với cái hy vọng đó là với cái việc tăng cường tiếp xúc giữa hai quốc gia, hai nền kinh tế, hai xã hội, thì đến một lúc nào đó Trung Quốc sẽ trở nên cởi mở hơn về mặt chính trị, cái bầu không khí chính trị nó sẽ tự do hơn, dễ chịu hơn, và cuối cùng nước Mỹ có cái hy vọng đó là nước Trung Quốc sẽ trở nên là một cái nước tự do dân chủ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là Trung Quốc không đi theo cái đường hướng đó, mà ngược lại Trung Quốc ngày càng trở nên độc đoán hơn với cái việc đó là ông Tập Cận Bình, ông đấy trong những cái năm vừa qua đã có những cái động thái siết chặt cái kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên xã hội Trung Quốc hơn. Và như luật sư Nguyễn Văn Đài cũng nói, đó là đang biến Trung Quốc trở thành đối thủ số 1 của Hoa Kỳ. Thế thì chẳng nhẽ Hoa Kỳ không học được bài học nào hay sao? Mà đến bây giờ chúng ta nhìn vào những gì Hoa Kỳ đang làm đối với thể chế ở Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng đó là Hoa Kỳ cũng đang lặp lại, có vẻ như đấy, có vẻ như đang lặp lại cái chính sách mà họ đã từng áp dụng với Trung Quốc. Hay là phải chăng nó có một cái gì đó nó khó khăn cho Hoa Kỳ hay sao để họ không có lựa chọn nào khác và buộc phải đó là o bế và thúc đẩy cái mối quan hệ với cả 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 chế độ ở Việt Nam? Thì không biết là theo tiến sĩ cái vấn đề ở đây là như thế nào ạ? À vâng, ở đây nó có nhiều điểm lắm. À, trước hết để trả lời ngay cái trực tiếp vào câu hỏi đó, thì Hoa Kỳ họ đời tổng thống chỉ có 4 năm hoặc nhiều lắm là 2 lần, 2 nhiệm kỳ là 8 năm. Cách nhìn của họ tương đối là ngắn, họ không có nhìn đường dài. Trong khi đó ở chế độ cộng sản chẳng hạn đó, thì họ có cả một cái chuỗi nhìn có thể 50 năm lận. Thành ra chúng ta phải thấy được cái sự khác biệt về cái tầm nhìn. Nhưng mà thế này chúng tôi cứ nói đùa đó, khi mà các cái giới chức của Mỹ nói rằng chúng ta phải cố gắng nỗ lực đi để mà tăng cái sự đối tác thì Việt Nam sẽ thay đổi, thì nó có hai câu trả lời một cách hơi đùa đùa một chút, rằng hình như quý vị đã nói cái điều này với lại Trung Quốc, về Trung Quốc cách đây mấy chục năm rồi không ạ? À? Giờ quý vị lại lặp lại y hệt như vậy với Việt Nam. Và thứ hai là cái đấy mấy chục năm quý vị cũng nói như vậy với Việt Nam, và bây giờ quý vị tiếp tục nói như vậy có nghĩa là chưa có gì thay đổi hết. Nếu đã thay đổi thì đã thay đổi, đâu có cần phải dùng cái
chiêu trò mà khuyến dụ Việt Nam xong rồi gia tăng đối tác để rồi mới đạt được thay đổi, có nghĩa rằng mấy chục năm qua cứ bị thất bại. Đấy, cái chính sách nó rất rõ ràng, nếu mình muốn chỉ ra thì mình chỉ ngay được cho Mỹ thấy rằng quý vị nói vậy là nói đãi bôi thôi chứ không có không thực. Nhưng mà người Mỹ thì họ không có nhìn lại quá khứ nhiều, bởi cái chuyện 40 năm trước bây giờ cái vị dân biểu mới lên họ tôi chẳng biết gì cả. Đấy, chúng ta phải hiểu cái đó, nó có cái lợi là họ dễ thay đổi, nước Mỹ dễ thay đổi, rất là năng động, nhưng mà ngược lại thì nó không có giữ được một cái trí nhớ lịch sử lâu dài. Là người Mỹ có cái mạnh và cái yếu đó. Cái thứ hai là thế này, thực sự ra cái chỉ thị số 24 nó không có gì mới cả. Ngay ông Nguyễn Văn Linh là tác giả của chính sách đổi mới, mà ngay lúc đó ta đã tuyên bố rồi chúng ta cần phải mở cửa ra để mà dưỡng khí, đưa dưỡng khí vào để đảng thở, để thoát nạn lúc ấy đã gần như là kiệt quệ kinh tế, gần như là phá sản, nhưng mà phải chặn lại đó, không cho giòi bọ ruồi muỗi này kia nó đi vào ảnh hưởng đến xã hội, có nghĩa là không muốn cho người dân được tiếp cận với quốc tế. Thành ra cái chỉ thị 24 nó là cái tinh thần đó, không có gì mới mẻ cả, chỉ có cái điều nó cụ thể hóa cái chủ trương của chính ông Nguyễn Văn Linh là tác giả của chính sách đổi mới. Nhưng mà thế này, đúng như là hai vị luật sư kia vừa mới nói, Việt Nam cứ đinh ninh rằng cứ ký bừa hết mọi công ước đi rồi quốc tế chẳng biết đâu, thì họ đã thành công như vậy trong một thời gian cho tới khi người dân trong nước bắt đầu học được cách thức để báo cáo, để báo động, và cộng đồng người Việt hải ngoại cũng bắt đầu vận động được các chính phủ để mà chiếu rọi cái ánh sáng đến những cái vùng tăm tối nhất ở Tây Nguyên, ở Thượng Du Bắc Việt, ở đồng bằng sông Cửu Long này kia, quốc tế bắt đầu biết. Thì bây giờ nhà nước phải thay đổi như thế nào, không có nghĩa rằng cái tay phải nó đánh lại tay trái, không phải, mà nó có một chỉ thị chung nhưng mà cách ứng dụng thực hiện cái chỉ thị nó khác nhau. Ví dụ quay trở lại cái phái đoàn của ông Vũ Chiến Thắng đi vận động, đó là Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đồng thời là trưởng ban tôn giáo chính phủ, thì ông ta nghĩ rằng nếu mà đưa cái một số chức sắc giả hiệu đi để thuyết phục thì có thể thuyết phục được giới mà làm chính sách của Hoa Kỳ. Nhưng mà bên Bộ Công an thì nó nhanh hơn, đó, rồi bịt miệng hết tất cả những người báo cáo đi thì các giới chức Hoa Kỳ cũng chẳng biết đâu, thì vẫn đạt được kết quả như nhau. Đó. Thành ra cách diễn giải của họ là hai cách diễn giải khác, áp dụng cách khác cho cùng một cái chủ trương, một cái chỉ thị, là chúng tôi mới nói rằng, và cái đó nó chọi nhau và nó gây tác dụng ngược. Đó. Thấy rất rõ là Việt Nam tiếp tục bị ở trong danh sách thao lệ đặc biệt, mặc dù Bộ Ngoại giao rất muốn gỡ Việt Nam ra khỏi danh sách đấy chứ, nhưng mà khi mà Quốc hội Hoa Kỳ có thông tin, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo có thông tin, những cái bộ phận khác nhau của Bộ Ngoại giao cũng có những thông tin là Việt Nam đang gia tăng đàn áp tôn giáo, thì làm sao mà cái vị cao cấp nhất là cho là Ngoại trưởng Hoa Kỳ đi có thể đường đột mà rút Việt Nam ra khỏi danh sách đó? Họ đâu có thể dẫm đạp lên luật lệ một cách trắng trợn như là ở Việt Nam. Thế nên Việt Nam không hiểu cái điều ấy. Họ cứ đinh ninh rằng là ông đại sứ Mỹ ở Việt Nam hứa rằng chúng tôi sẽ cố gắng rút giúp quý vị rút ra khỏi danh sách thôi, là đặc biệt. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói chúng tôi cũng sẵn sàng nếu quý vị chỉ làm một vài điều tượng trưng sau đây thôi. Nhưng mà họ không phải là cái người duy nhất quyết định chính sách. Thế là cái điều đó Việt Nam không hiểu. À, chưa hiểu. À, thành họ bị vấp và họ tiếp tục bị vấp thôi trong cái vấn đề mà đang vận động cho cái gọi là được chỉ định là được công nhận là cái nền kinh tế thị trường, nó gay go chứ nó không phải đơn giản rằng là hành pháp Biden nói rằng chúng tôi sẽ nghiên cứu và sẽ cứu xét một cách thuận lợi cho quý vị. Bên Mỹ này nó không phải một người mà quyết định được, tổng thống Biden cũng không thể đường đột mà quyết định được, là nó sẽ giằng co căng thẳng trong một thời gian thế này. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì qua những cái ví dụ như là ông Nguyễn Văn Bình này đó, và rất là nhiều những cái NGOs mà trước khi bị đóng cửa, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng ở Việt Nam đấy, trong trong cái môi trường mà nó khắt khe như vậy thì vẫn xuất hiện những cái cá nhân hoặc là những cái tổ chức mà rõ ràng là đã có những cái nỗ lực hết sức là cụ thể, đúng không ạ? Để mà làm cách nào đó giúp Việt Nam tiến gần hơn với cái tiêu chuẩn, các cái tiêu chuẩn quốc tế về các cái vấn đề môi trường, nhân quyền, kinh tế, rất là nhiều các cái vấn đề khác nhau.
thì rõ ràng là có một cái nỗ lực cụ thể để mà giúp Việt Nam trở nên tiến bộ hơn. Thế nhưng mà thông qua những cái gì đã xảy ra, cụ thể là từ năm 2023 cho đến gần đây, thì chúng ta thấy rằng là cái xu hướng đó là cái sự bảo thủ đang thắng thế, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thấy rằng đó là những cái người mà có cái xu hướng cải cách thì đều bị bắt. Những cái NGO mà có xu hướng đó là muốn Việt Nam thay đổi mang cái theo cái chiều hướng tích cực hơn thì cũng đã bị đóng cửa. Thì câu hỏi đặt ra bây giờ đó là, thưa luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Đặng Đình Mạnh, là với cái tư cách là những cái người đang vận động, đúng không ạ, cho cái dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, thì phải chăng là các vị đang đứng trước một cái sự lựa chọn, đó là thế thì bây giờ nếu vận động những cái chính phủ như Hoa Kỳ chẳng hạn, chúng ta nói cụ thể về cái vấn đề đó là cái tư cách là một cái nền kinh tế thị trường đi. Nếu Hoa Kỳ không công nhận Việt Nam là một cái nền kinh tế thị trường thì rõ ràng là cái nền kinh tế Việt Nam sẽ không có được phát triển như ý muốn. Đó. Còn nếu mà Hoa Kỳ công nhận thì rõ ràng là sẽ giống như là một cái động thái đó là khuyến khích cái chính sách của chính quyền Việt Nam ở trong nước, đúng không ạ? Tức là cứ đàn áp thoải mái đi, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục công nhận hoặc là cho những cái gì mà các ông cần. Thế thì bây giờ theo các vị đó thì chính quyền Mỹ nên phải làm thế nào đây? Bởi vì rất là tôi tưởng tượng là rất là khó, đúng không ạ? Nếu mà bây giờ Mỹ mà không giúp Việt Nam thì rõ ràng là người dân Việt Nam sẽ cảm thấy như là Hoa Kỳ không giúp mình, không có muốn giúp mình, nhưng Mỹ mà giúp Việt Nam thì lại gián tiếp khuyến khích chính quyền Việt Nam kiểm soát cái xã hội nó chặt chẽ hơn, và cuối cùng là dẫn đến cái việc đàn áp trở nên nặng nề hơn. Thế thì theo hai vị là những cái người mà đang đi đấu tranh và mong muốn xã hội Việt Nam nó thay đổi theo cái chiều hướng tốt đẹp hơn đấy, thì theo hai vị là chính quyền Hoa Kỳ nên làm gì bây giờ? Thì không biết là trước tiên là luật sư Đặng Đình Mạnh có thể cho ý kiến được không ạ? Dạ vâng. Tôi nghĩ là thời điểm hiện nay là cái thời điểm rất tốt để mà Hoa Kỳ có thể hỗ trợ giúp cho Việt Nam có cái sự thay đổi cơ bản về về chính trị hoặc ít ra là về phạm vi những vấn đề liên quan đến nhân quyền. Vì lẽ chúng ta biết rằng là thật ra thì hai quốc gia đều cần nhau cả. Việt Nam cần Mỹ để mà giúp họ phát triển về kinh tế cũng như là giúp họ mạnh hơn về phương diện quân sự để mà có thể mà đối phó với lại những cái tiềm tàng mà bất ổn vì từ phía Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng mà bù lại bên phía Mỹ thì cũng rất là cần Việt Nam ở trong cái bàn cờ bao vây Trung Quốc mà họ họ và các đồng minh phương Tây đang đang bày ra. Thế thì mặc dù là có cái sự hầu như là cần cần nhau là về như vậy, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là dường như là phía Mỹ họ vẫn đánh giá và họ cho rằng họ cần Việt Nam hơn là Việt Nam cần họ. Điều đó thể hiện qua cái chỗ rằng là dường như vào những cái thời điểm như thế này thì phía Mỹ họ đặt những cái vấn đề về nhân quyền xuống thứ yếu, chứ không còn quá quan trọng nữa. Và trong những cái lần mà chúng tôi có những cái cuộc vận động, số lần ít mà chúng tôi tham gia cùng với những cái cộng đồng người Việt ở đây, thì thật ra khi mà chúng tôi đặt vấn đề thì nó không phải là những vấn đề mới. Phía chính phủ Mỹ họ đều biết cả, họ ghi nhận, nhưng mà dường như sau đó là cái kết quả nó không có gì đáng kể cả. Trong khi đó thì cái sự hỗ trợ từ phía Mỹ đến với Việt Nam về những cái vấn đề về kinh tế chẳng hạn rất là to lớn, và dường như là có cả những cái sự hỗ trợ về quân sự nữa chứ không phải là không. Có nếu có thì có thể là như thế này thôi. Phía Việt Nam họ yêu cầu những cái sự hỗ trợ về kinh tế nó mang cái tầm vóc lớn hơn, ví dụ như là những vấn đề về khoa học kỹ thuật nó mang tính cách là bí quyết, ví dụ như là về 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 công nghệ, về về chất bán dẫn chẳng hạn. Thế nhưng mà chúng ta biết đây là một cái mỏ vàng và người Mỹ họ đã từng chia sẻ cho đồng minh của họ. Nhưng mà đó là những cái đồng minh thân cận và thứ nhất là phải tin cậy. Việc nâng cấp cái quan hệ ngoại giao Việt Nam nó không mang ý nghĩa là Mỹ hoàn toàn tin cậy Việt Nam.
trong khi Việt Nam vẫn có những cái mối quan hệ rất là nồng ấm với lại Trung Quốc, là đối thủ của Mỹ. Thế thì làm sao họ có thể mà chia sẻ những cái công nghệ nó mang tính cách bí quyết như vậy đối với Việt Nam được? Và cũng như vậy đối với lại những cái sản phẩm mà về quân sự. Có thể là họ họ sẽ cung cấp cho Việt Nam những cái sản phẩm nó mang ý nghĩa những cái vũ khí thông thường thôi, chứ không thể là mang những ý nghĩa mang đi cách là chiến thuật chiến lược được. Đó. Và do phía Mỹ họ đánh giá về cái mối tương quan giữa hai bên, tôi cho rằng chưa chưa chính xác và nó không tương xứng. Cho nên là trong trước mắt thì những cái vấn đề về nhân quyền vẫn tiếp tục chịu thiệt. Và cái sự cải thiện thì gần như chúng ta thấy rằng là gần như là không có, nếu không muốn nói là nó càng ngày nó càng tệ đi. Giá như là tôi tin rằng cái sự cải thiện nó sẽ có nếu như là phía phía Mỹ họ đặt vấn đề một cách quyết liệt hơn, và thậm chí là nếu cần thiết thì hạn chế luôn cả Việt Nam, không đưa họ vào cái bàn cờ chiến lược của Mỹ nữa, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì có như vậy thì cái sự cần thiết Việt Nam họ cảm thấy cần thiết, lúc đó họ mới có thể có cái sự cải thiện về nhân quyền được. Còn nếu không cứ duy trì trong tình hình này, tôi e rằng là cái vấn đề cải thiện nhân quyền được trong tương lai gần chắc không có. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Không biết là luật sư Nguyễn Văn Đài thì có nhận định thế nào thưa ông? Chẳng nhẽ chính quyền Mỹ không không có cách nào khác để mà đưa cái vấn đề, cải thiện cái vấn đề của Việt Nam hay sao? Ngoài cái việc đó là phải đáp ứng các cái đòi hỏi của nhà nước Việt Nam để mà đảm bảo là Việt Nam không đi theo Trung Quốc để chống Hoa Kỳ, hay là theo ông thì chính quyền Mỹ nên làm thế nào đây để mà ứng xử đối với các cái vấn đề Việt Nam thưa ông? Vâng, tôi là người làm việc với lại phía cơ quan ngoại giao của Mỹ từ những năm 2000 cơ. Thì tôi bị hiểu rõ, rất rõ chính sách của Mỹ đối với Việt Nam. Thì ở riêng đối với các quốc gia khác trên thế giới như nào tôi không biết, nhưng mà riêng đối với Việt Nam á, thì chính sách của Mỹ rất là xuyên suốt từ từ những năm 2000 cho tới bây giờ. Tức là gì? Họ luôn luôn duy trì theo hướng chiều hướng đi lên. Cho dù Việt Nam có những vi phạm nhân quyền hay có bất kỳ một cái điều gì đó làm cho Mỹ phật lòng ở một giai đoạn nào đó, thì cái mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ không bao giờ giảm xuống, nó dừng lại, nó chạy ngang và sau đó nó lại phát triển đi lên, chứ không bao giờ, tôi trong suốt lịch sử hơn 20 năm qua thì chưa bao giờ quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nó đi xuống cả, nó chỉ dừng lại và đi chạy ngang thôi, sau đó nó lại bắt đầu tạo ra một cái động lực để phát triển mới. Và cái điểm thứ hai ấy, là Mỹ có quan tâm thúc đẩy để giúp đỡ Việt Nam cải thiện nhân quyền không ấy, thì tôi khẳng định là có đấy, nhưng mà nó không không đủ mạnh để mà giúp có thay đổi. Bởi vì tôi là những người hoạt động trong nước, tôi thường xuyên tiếp xúc với cơ quan ngoại giao của Mỹ cũng như phương Tây tại Hà Nội và các phái đoàn của Mỹ Việt Nam, mình biết là họ rất là muốn ủng hộ điều đó, không phải là không. Thế nhưng mà cái chính ý là nó mắc sai lầm ngay ở phía mình chứ không phải sai lầm ở phía Mỹ. Mình phải thừa nhận đây là sai lầm của chính người Việt. Và trong những cái ngày tháng vàng son đó, trong giai đoạn những năm 2004, 2005, 2006 đó, đấy giai đoạn mà Cộng sản Việt Nam nó chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, rồi chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC lần đầu tiên ở Việt Nam, nó có cơ hội, nhưng mà chúng ta đã không biết tận dụng được tối đa những cơ hội đó để mà chúng ta thay đổi đất nước của mình. Rồi những giai đoạn từ năm 2011 cho đến trước năm 2019 thì đấy cũng là một cái cơ hội khi mà những cái tổ chức xã hội dân sự, những phong trào trong nước phát triển rất là mạnh. Chúng ta có 7 năm vàng son, mặc dù là nó không, nó cũng đã đáp, nhưng mà vẫn có những không gian để cho những phong trào xã hội dân sự trong nước phát triển. Và lúc đó Mỹ ủng hộ dân rất là nhiều, nhưng mà chúng ta đã không tận dụng được tất cả những cơ hội quý báu đó để mà thay đổi. Thì trước hết ý, là một người đấu tranh ý, mình phải nhìn nhận đó là những sai lầm, những yếu kém của mình mà mình đã không tận dụng được những cái thời gian vàng bạc đó để mình thay đổi nước nước của mình. Mình cũng không thể trách Mỹ được, chúng ta biết rồi, nước Mỹ luôn luôn như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa nói đấy, nhiệm kỳ của họ chỉ có 4 năm thôi, họ nhìn rất là ngắn, họ không có những chiến lược dài hơi xa. Cho nên mỗi một đời tổng thống ấy thì họ chỉ làm sao ấy đem lại lợi ích tốt nhất cho nước Mỹ tại cái thời điểm đó. Đấy, còn sau đó như thế nào ấy, thì ông tổng thống sau tự chịu, chứ họ không có nhìn cái dài hạn. Cho nên thì đó là cái cách mà người Mỹ ứng xử. Cho nên ấy, để mà thay đổi được đất nước của mình ấy, thì phải do chính người Việt Nam mình làm đi. Cho nên chúng ta ấy, để mà thay đổi ấy, thì qua chương trình này ấy, mình chỉ muốn gửi thông điệp đến tất cả những người nghe, là những người đang ở trong các tổ chức đảng phái trị, các hội đoàn ở trong ngoài nước, và đặc biệt những người dân Việt Nam, thì chúng ta phải thấy được cái trách nhiệm của mình.
Thế là mình phải đứng lên để đấu tranh đem lại lợi ích cho chính mình. Cái sự bên ủng hộ từ bên ngoài ấy, nó chỉ là một cái phần nào đó thôi, chứ nó không thể đóng vai trò quyết định trong cái sự thay đổi đất nước, trong việc đem lại nhân quyền cho những thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau được. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Thì không biết là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ sao, bởi vì ông là một người đã hoạt động trong cái vấn đề nhân quyền trong lòng xã hội người Mỹ và cụ thể là trong cái cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ đấy. Suốt mấy chục năm qua thì không biết là ông có nhận định thế nào trước cái việc đó là bây giờ chính phủ Hoa Kỳ đang có vẻ như là tiếp cận cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam một cái cách hết sức là thận trọng, và do đó đã dẫn đến cái việc đó là chính quyền Việt Nam có vẻ như là đang thừa thế để mà siết chặt cái sự đàn áp ở trong nước. Thế thì như ông từ đầu chương trình cũng đã nói đó là cộng đồng người Việt ở Mỹ có vẻ như là chưa tận dụng được cái sức mạnh chính trị của mình. Thế thì ông là một cái người Mỹ gốc Việt và đã hoạt động trong cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đó rất là lâu năm, thì theo ông đâu là những cái điều mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt có thể làm để mà giúp cải thiện cái vấn đề nhân quyền ở trong nước thưa ông? À vâng, người Việt của chúng ta bên này có thể làm được rất nhiều, bởi vì ở trong nước đó thì người dân không có quyền để mà giám sát các hoạt động của chính quyền, đúng không ạ? Của đảng cầm quyền. Nhưng mà một khi Việt Nam đã tiếp cận với Hoa Kỳ, đã ký những cái hiệp ước về thương mại vân vân, thì lại phải chịu cái sự chi phối của luật Hoa Kỳ. Trong khi đó người Việt ở tại Hoa Kỳ là công dân Hoa Kỳ thì lại có quyền đã giám sát các hoạt động của chính phủ Hoa Kỳ xem có làm đúng luật hay không. Lấy một ví dụ, ở Việt Nam tình trạng tham nhũng nó tràn lan. Luật Hoa Kỳ không cho phép doanh nghiệp, một công ty Hoa Kỳ được quyền hối lộ ở một quốc gia khác. Hối lộ là đi tù. Và cũng đã xảy ra một số trường hợp kể cả người Mỹ gốc Việt dính vào con đường hối lộ đó là đã bị xử án tù. Thành ra chúng ta phải có anh tập hợp đi chuyên vào từng lĩnh vực một để mình rà soát Việt Nam thông qua cái việc là rà soát chính phủ Mỹ có áp dụng đúng luật của Mỹ hay không, hay là du di cho Việt Nam, hoặc là không biết mà để Việt Nam lợi dụng, để chúng ta có thể kiểm soát được. Đó. Thành ra Việt Nam mà dẫn vào cái sân chơi của Mỹ thì lập tức người Việt ở Mỹ có thể chủ động được trong cái sân chơi đó. Chúng ta chưa làm đến cái việc ấy. Chưa kể là rất nhiều biện pháp chế tài mà chưa hề áp dụng. Những biện pháp chế tài đây không có nói là cấm vận, mà chế tài từng cá nhân vi phạm. Chúng ta đã chỉ ra được, nhận diện ra được những thủ phạm đằng sau các vụ vi phạm. Tại sao không đồng loạt vận động chính phủ Mỹ chế tài những người đó? Nên chúng ta chưa áp dụng đầy đủ tất cả những công cụ, những phương tiện mà chúng ta đã có. Nhưng mà tôi muốn quay trở lại cái đề tài trước đây đang thảo luận đó, là Mỹ có nên giúp cho Việt Nam phát triển kinh tế hay không? Cái điều quan trọng không phải là làm cái gì mà là làm cách nào. Nhiều người hiểu lầm rằng cứ cấm vận đi. Trước đây chúng ta cứ nghĩ là cấm vận đi thì chế độ sẽ sụp đổ. Nhưng không. Cấm vận thì người dân ở dưới đó, ở tầng dưới bị ảnh hưởng nhiều hơn, bởi cái đám cầm quyền nó vẫn vơ vét thôi. Có thể nó bị hụt, hao hụt so với trước đây 1%, thì người dân bị mất đi đến 90%. Thành ra cái thế đó, cân bằng giữa người dân và chính quyền nó càng nghiêng mạnh về phía chính quyền hơn nữa, người dân càng yếu hơn nữa, thì không thể nào thay đổi dân chủ hóa được. Ta cứ nhìn ngay hiện nay là Venezuela đúng không? Cấm vận tha hồ đó, Bắc Triều Tiên, nhưng mà càng ngày thì nhà nước càng mạnh hơn so với người dân. Có thể họ bị giảm đi thu nhập, họ bị giảm đi cái này cái kia, nhưng mà nói về một cách tương đối thì họ lại còn mạnh hơn, mạnh thế, mạnh lực hơn người dân so với trước đây. Cũng tương tự như vậy, nếu mà giúp Việt Nam phát triển về kinh tế, nhưng mà cách nào để mà mình tạo được cái sự lợi ích thăng hoa cho người dân nhiều hơn, hay là cho một cái nhóm nhỏ đó, một cái tập đoàn thống trị nó tăng thêm cái lợi nhuận, nó tăng thêm quyền lực cho cái chế độ, nó có thêm phương tiện để nó đàn áp người dân. Thành ra vấn đề không phải là cấm vận hoặc là giao dịch mậu dịch, mà bằng cách nào đó chúng ta phải vận động để làm sao những người dân bình thường cũng có thể phát triển được.
cũng có thể vận dụng được cái lợi ích của cái sự gia tăng về thương mại giữa hai quốc gia. Người ở bên Mỹ này cũng được hưởng cái quyền lợi ấy bằng cách đi vào cái thị trường Việt Nam mà không phải đối đầu với lại những cái tổ chức kinh doanh độc quyền quốc doanh. Thành ra chúng ta phải nghĩ đến cái cách làm hơn là đặt vấn đề loay hoay có nên làm cái này hoặc không nên làm cái kia, mà phải đặt cái câu hỏi là làm cách nào để nó càng ngày càng lợi ích cho người dân và càng ngày càng phải kiểm soát được cái quyền lực của cái nhà cầm quyền. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều. Dạ vâng, đến đây thì tôi xin được phép kết thúc chương trình hội luận lần này ở đây. Một lần nữa cảm ơn cả ba vị khách mời, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Đài rất là nhiều đã đến với chương trình hội luận của Đài Châu Tự Do.